Cao Trí Minh xin chào tất cả các bạn. Đây là 6 mèo Việt cải tiến hệ 9 lỗ bấm, chuyên dùng để thổi bài người Mông Cổ. Tất cả những cái bài thông thường nó đều thổi được hết. Cứ mèo 9 lỗ của Việt Nam thổi được thì nó sẽ thổi được. Ngoài ra nó còn thổi thêm được rất nhiều bài. Trong đó có một bài rất hot bây giờ là bài người Mông Cổ, chính là dùng bằng cái cây sáo mèo này. Nếu như các bạn muốn thổi bài người Mông Cổ thì các bạn sẽ mua cây sáo mèo 9 lỗ như thế này. Nó có thêm một cái lỗ ở đây, và các nốt ở trên thì được dâng cao lên để mở rộng quãng. Giá bán thì tôi sẽ đính kèm ở phần ghi bình luận. Bạn nào đang muốn tập cây sáo mèo 9 lỗ này và bài người Mông Cổ thì các bạn liên hệ với tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Sẽ có một video chi tiết hướng dẫn sử dụng và giới thiệu cấu tạo các nốt ở trên cây sáo mèo này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau. Về cơ bản thì nhìn nó rất giống với sáo mèo 8 lỗ. Tuy nhiên thì các nốt của nó rất là cải tiến.